kia có hay không, nó tiện hơn là cái việc là tất nhiên mình cũng còn cái phần tìm kiếm nữa, nhưng mà tạm thời đây là chưa có phần tìm kiếm đúng không? Ừ. Đấy. Điều chỉnh đăng ký là extend đúng không? Extend tại sao lại đăng ký lại có extend mở thời hạn nhỉ? Thì em nghĩ là kiểu cái Sinh viên không được phép mở thời hạn nhé, mở thời hạn là do giáo vụ nhé. thì em đang nghĩ là kiểu khi mà mình mở đăng ký thì đâu mở mở thời hạn đăng ký thì sinh viên mới được đăng ký đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Thế em vẽ thế này thì tức là em vẽ thế này thì là sinh viên vào phần đăng ký xong rồi có thể mở thời hạn à? Đúng không? Ý bạn Không đấy ạ, cái là đăng này ký là có là nghĩa là em ngắt nghĩ cái là đường, giáo ngắt vụ cái mở thời hạn, còn đâu là sinh viên, ví dụ như là em có nhu cầu đăng ký thì em đăng ký, còn đâu là bạn Minh bạn không có nhu cầu đăng ký thì bạn không có nhu cầu, bạn không đăng ký luôn, bởi vì đây là ừ extend, có phải là không 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 cho nên là không có cái mở thời hạn đấy chứ, em mở thời hạn là chức năng của giáo vụ chứ. incomplete không? Bí bọn em là cái mở thời hạn là điều kiện để được đăng ký ạ. em vẽ thế này thì thầy hiểu rằng là sinh viên được phép sử dụng, tức là được phép tức là có thể sử dụng cái chức năng mở thời hạn, hiểu chưa? Tách 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 ra kiểu gì, tụi Phải em chỉ bỏ muốn đi, dùng cái không mở không thời có đường hạn đấy, extend đấy, không có đường extend đấy. sửa luôn trên Drive.io đi Dương. Đấy, cái đường đấy bỏ đi thế. Đấy. Xem nào. Include quản lý học phần không, em ơi, cái chỗ này quản lý học phần là của ấy nhá, là của giáo vụ nhá. À, vâng. Ok. Mà nó cũng là chức năng extend đấy, chứ không phải là include đâu. Đang riêng một chỗ ấy. Thì em cho nó một cái chức năng trực tiếp từ chỗ quản lý học phần sang đi, từ chỗ giáo vụ ấy. Đấy, đúng rồi. Mà thường là mình nên vẽ theo cái kiểu là vẽ nhiều đường ấy, chứ vẽ này khó nhìn lắm. Vâng, em mới chỉ đang nháp thôi Ờ, ạ. thầy hiểu rồi, tức là nháp đi, đây là kiểu bản nháp đi. Dạ vâng ạ. Cái gì đấy nhỉ? À, xem danh sách rồi phản hồi. Phản hồi thì cái chỗ này là extend đấy nhá. Chỗ mà cho phép đăng ký lại là extend đúng không? Hay là include đấy? Extend đúng không? Extend ạ. Rồi Rồi. Okay. Tức là có danh sách thì bắt buộc phải phản hồi đúng không? đúng ạ. Ok, thế được rồi đấy. Còn gì nữa không nhỉ? Cái phần của bọn em thì chỉ có mấy cái phần này thôi ạ. Chứ À, em thưa thầy, ơi cái được rồi đấy, thế chức năng thế được rồi. phía bên giáo vụ ấy ạ, thì họ nếu mà họ sử dụng cái hệ thống này thì họ phải dùng trên web hoặc là trên máy tính chứ sao lại có thể dùng trên điện thoại được? Dùng điện thoại cũng được chứ sao? Họ duyệt trên điện thoại được ấy. Nếu mà trên điện thoại di động thì nó sẽ không có phần quản lý cái học phần. À, vẫn có chứ. Vâng, vẫn có được nhưng mà Có đấy. Có đấy. để hơi để... em cứ nghĩ là làm đấy trên web thì hợp lý hơn. Web cũng có rồi, nhưng mà bây giờ thầy muốn ở xa, thầy có mỗi điện thoại thôi, thì thầy dùng điện thoại được không? Vâng, nếu Hiểu thế không? thì ok. Dạ vâng. Nhá. Tức là nó tóm lại là cái web ấy, à, cái app ấy, thầy nói luôn cái nhá, là nếu mà em muốn đẩy app lên, ví dụ em muốn đẩy app lên trên 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 iOS nhá, nếu mà cái app của em mà không mà dưới 12 giao diện nó không cho đẩy đâu. Nó phải Thôi từng thầy cái cứ app lên hả? cứ Android trước đã. Android thì iOS. thoải mái, nhưng mà thằng iOS ấy là dưới 12 giao diện nó không cho đẩy đâu. Được chưa? Dạ vâng. Thế là thôi mình cứ bôi cho làm. Có muốn Với xem cả cái bọn chức em. năng đấy một tí không? Có muốn xem cái chức năng Dạ. mà hả mở rộng lớp đấy ở bên giáo vụ không? Có muốn xem một tí không? Không, em hỏi trước ạ, tại vì là em chưa làm một cái phần mềm nào mà kiểu như là kiểu phân cấp người dùng ấy.
Nên em chưa tưởng tượng ra là lúc mà mình phân cấp người dùng thì là phân cấp dựa vào cái tài khoản đăng nhập. Em phân cấp là dựa vào tài khoản nó đẩy về. Thì tức là lúc mà tài khoản nó vào đăng nhập tài khoản thì sẽ có các chức năng thể hiện ra. Nó sẽ đẩy về cái role của em. Nó sẽ đẩy cái role về cho em. Đẩy về cái role. Role là gì ạ? Tức là một người dùng người ta sẽ có cái role. Role tức là gì? Role. Vai trò ấy, vai trò ấy. Thì nó sẽ đẩy cái tên vai trò về cho em. Ví dụ như admin thì có tên role là admin. Còn sinh viên thì có role là sinh viên. Thì lúc mà dựa vào cái role đấy thì sẽ có các giao diện khác nhau. Đúng rồi, thế khi mà em đăng nhập về nhá, khi mà em đăng nhập thì em phải gửi một API lên cho web nhá, được không? Gửi API lên. Thế sau đó thì API nó sẽ kiểm tra cái tính hợp lệ của em, sau đó nó đẩy cái role về. Thế thì khi mà đẩy cái role về thì em, nếu mà mình viết theo kiểu MVC của mình ấy, thì bây giờ em cho một cái là sinh viên controller được không? Vâng, được. Đấy, thì là sinh viên controller nó sẽ tức là dựa vào cái role đấy để mình mở controller ra và mình yêu cầu nó chạy từ đấy đi. Hiểu chưa? Ok, vâng. Dựa vào đây rồi gì? Đấy. Dạ vâng. Thế định cho xem gì? Đây, thầy xem lại cái đấy nhá, bây giờ thầy cái code ở bên máy kia cơ. Cái code của nó là ở bên máy bàn cơ. Đây để thầy chạy luôn cái code cho em nhá, chạy debug cái code để cho em tưởng tượng cái chỗ mà đăng nhập nhá. Ok. Dạ vâng. Hôm qua thì vừa mới làm lại cái app đẩy gì nhỉ, kiểm tra GPS. À, rồi hết rồi. Đâu nhỉ? Thầy vào đã. Rồi đang có nhu cầu là gì, là trường viện mình bây giờ ghép lại thành trường nhé, được chưa? Thế là ghép lại thành trường, thành ra là bây giờ lại cái trang giáo vụ của mình là viết lại vào thời điểm này rất hợp lý đấy, tại vì có khá nhiều thứ phải sửa. Nếu mà mình phát triển được app thì rất là đẹp. Ok luôn. Thế nào, vào đây để share đúng không? Đấy, thì đây là cái web của thầy này. Nhưng mà hiện nay là khi mà thầy viết cái ứng dụng này ấy, thì thầy chưa đưa ra cái lý thuyết là dùng một API cho tất cả các loại. Thế thành ra là cũng đang hơi rối loạn, cho nên là cái chỗ này nhiều thầy nhá. Thì các em nhìn thấy không? Nhìn thấy màn hình thầy chưa? Nhìn thấy rồi đúng không? Vâng. Đấy, thì các em sẽ thấy ở chỗ này này, cái controller của thầy ấy, thì như vậy là controller đây thầy có một cái bộ phận API, mà API thì rất nhiều. Đấy. Thế thì khi mà mình viết API như này thì nó tương đối rối loạn ở cái điểm là ở trên giao diện web thì nó đã có controller rồi. Đó. Đấy. Thế và API thì mình lại thường là với mỗi một cái giao diện web, tức là một cái chức năng đấy, mình lại phải viết một cái API để cung cấp cho cái bọn ứng dụng sau này của mình. Đó là có thể ứng dụng trên desktop, có thể ứng dụng ở trên điện thoại di động. Đấy thì lại có một bộ API. Thế chính vì thế mà cái đoạn này nó đang bị viết hai lần, bị chồng chéo. Đấy, nhưng mà thầy chưa có thời gian để thầy gom lại thành một API thôi, tức là về sau ấy cái lý thuyết của thầy sẽ là gì, là một gọi một API các cái thiết bị của Quế, nó chỉ gọi một API và API thì nó sẽ tìm cái controller tương ứng ở dưới này đấy, và nó sẽ đẩy cái và nó sẽ gọi một cái hàm tương ứng ở trong cái API ở cái controller đấy, rồi nó đẩy dữ liệu về cho bọn client đấy. Thì nhưng mà chắc là thầy sẽ bố cục sau, bây giờ thầy chưa có thời gian đấy nhá. Thế thì bây giờ ví dụ như đăng nhập nhá, mình có cái API đăng nhập này, account controller này nhá. Đấy, nó có API là đây, API trên password này đó, API login này, có nhìn thấy không? Có. Đấy, Minh đúng không? Vâng. Đấy, Minh đúng không? Đấy, API login nhá. Thì khi mà ở dưới nó đẩy lên thì như vậy là chúng ta sẽ phải có ba cái thông tin này, đó là thông tin nhất là username này. Thông tin thứ hai là password, thì hai cái này thì hiểu rồi đúng không? Dạ vâng.
Rồi thế còn cái nick and code là thế nào? Đấy thì ở đây là thầy đang dùng cái cơ chế là bảo mật bằng một cái mã nào đấy thống nhất. Thì ví dụ như là nếu mà cái cờ nick and code này là true, có nghĩa là cái dòng password của mình ấy nó là dòng text thuần túy. Thế thì khi cái dòng text đấy thì khi mà trao đổi trên mạng thì nó rất dễ bị đục. Bây giờ không nào? Dạ vâng. Ok. Cái này là cho nên là cho... hiện nay em đang viết theo kiểu là khi có username và password thì em đẩy luôn hai cái này lên đúng không? Dạ vâng. À thế thì để tránh cái việc là bị thất thoát dữ liệu ấy, tức là bị ấy thì nó có mấy cơ chế, một là cơ chế dùng SSL đấy, nhưng mà ở đây nếu mà mình viết không phải cho web thì chúng ta có thể dùng cái cơ chế là chúng ta mã hóa cái password đi. Ok. Mã hóa ngay phía dưới. Đấy, thì ở đây là nếu mà mình thống nhất là theo chuẩn MD5 thì thầy sẽ lấy cái username và password, thầy ghép nó lại với nhau thành chuẩn MD5 để tạo thành password và đẩy lên. Thế thì như vậy là khi mà đi lên trên đường truyền ấy thì username và password nó username thì lộ nhưng mà password thì nó bị được mã hóa bằng MD5 rồi. Thì lúc ấy là cái việc mà phá mã nó sẽ khó khăn hơn là việc để một cái tách bình thường. Mình hiểu chưa nào? Hơi ạ. À, thế thì cái code need encoded, need encode có nghĩa là tôi đẩy lên tôi bảo là à cái password này của tôi chưa được mã hóa. Thế thì ông lên trên đấy ông phải mã hóa đi thì ông ấy so sánh được. Thế còn nếu không thì tại vì sao em biết không? Cái password thì có phải lưu trong cơ sở dữ liệu không? Dạ vâng. Theo em password có phải được lưu trong cơ sở dữ liệu không? Có. Có đúng không? Vâng. À, lưu trong cơ sở dữ liệu. Thế thì bây giờ một cái người nào đấy người ta đục vào cơ sở dữ liệu thì người ta có nhìn được password không? Nếu mà password không được mã hóa. Có, đúng. Có đúng không nào? Thế thì để tránh cái việc mà người khác, cái người mà quản trị đấy người ta nhìn được password của người dùng thì tôi phải mã hóa cái password đi. Biết không nào? Dạ vâng. Ok, và bây giờ thì có mấy cái loại mã hóa này, ví dụ như là mã hóa SHA này, mã hóa MD5 này, vân vân. Thì bây giờ cái mã hóa hai cái mã hóa đấy đều là ok. Đó nào, thì bây giờ đây thầy đang dùng cái chuẩn MD5. Ok. Vâng. Được chưa? Thế thì như vậy có hai phương án. Một là khi mà cái người dùng cuối đấy, client ấy, người ta gửi cái thông tin về username và password lên để đăng nhập. Thì một là hai thông tin đấy đều là text thuần túy. Được chưa nào? Vâng. Hai là gì? Nhưng mà text thuần túy thì có vấn đề là gì? Là cái dữ liệu mình đi trên đường truyền đấy thì có đảm bảo là không bị cắt không? Có đảm bảo là không bị trộm không? Đang gửi thì bị trộm. Đang gửi có thể bị trộm chứ, có hiểu không nào? Dạ. À, cho nên là ấy, trong trường hợp này để tránh cái việc mà bị trộm trên đường truyền thì thầy mới mã hóa trước đi. Có hiểu không nào? Dạ. Xong rồi lúc mà đưa sang bên kia thì giải mã đúng không? Bên kia không có giải mã gì cả, nó không được phép giải mã gì. Đưa sang bên server thì sẽ giải mã chứ ạ? Không giải mã được, cái mã này là mã không giải mã được. Thế thì sao mà bên server họ check được cái đấy là đúng tài khoản không? Thế thì chính vì thế mà khi mà người dùng người ta đổi password nhá, được chưa, thì mình phải mã hóa luôn cái password đấy để lưu vào cơ sở dữ liệu, được chưa? À tức là chỉ lưu cái mật khẩu mã hóa đúng không? Đúng rồi, lưu mật khẩu mã hóa thì về sau là hai thằng nó cùng mã hóa, cùng một chuẩn mã hóa thì có phải là lên đấy nó so sánh được với nhau không? Dạ vâng. Chứ không giải mã nữa, chứ giải mã được thì nó làm quái gì, hiểu chưa? Dạ. Thế nên là ở cái hệ thống giáo vụ của bọn em ấy là cái quên password là thầy chịu chết, thầy không nhìn lại được đâu. Như thế nào? Dạ vâng. Thế. Ok. Rồi vấn đề rồi chứ. Em thấy cái giáo vụ là dùng tài khoản trường vậy đấy. Đâu, cái trang giáo vụ của mình là tài khoản của mình đấy chứ. Tài khoản mỗi loại có tài khoản riêng đấy chứ. Bọn em dùng luôn tài khoản trường đấy. Đâu, chỉ là người dùng trong trang giáo vụ là số hiệu sinh viên chứ, đúng không? Vâng, số sinh viên về mật khẩu. Đấy là do em đặt mật khẩu chứ hai cái hệ thống này nó có liên quan gì nhau đâu. À thế ạ. À. Em bị tưởng thầy là không xin được. Thầy không xin được. Nó không cho. À, ok. Nó bảo là cho API thì sập hệ thống của tôi không cho. Thế là đơn giản là nhá. Cứ mỗi một khóa mới là thầy là phải xin dữ liệu về xong thầy import vào cái giáo viên chứ thầy có được link thế là cứ đấy cho đầu học kỳ nhá, đầu năm học ấy thì giáo vụ họ sẽ gửi cho thầy một cái danh sách, thế sau đó thầy format cái danh sách đấy dưới dạng import được, thế sau đó thầy mới import vào hệ thống của thầy, thế nên ra là mình có dữ liệu cho các em chứ.
Thế mà cái số hiệu sinh viên là mặc định này, tức là tên người dùng là số hiệu sinh viên, nó dễ nhớ đúng không? Chứ thầy sinh con thầy bị nhiễu rồi thầy ơi. Nó khác nào đúng không? Tự làm chịu rồi. Thầy bị nhiễu rồi. Nhá, bây giờ bây giờ nghe được chưa? Dạ vâng. Alo. Dạ vâng. Rồi nhá, thế thì bây giờ đã hiểu cái need and code này là cái gì chưa? Rồi ạ. Rồi nhá, thế thì khi mà bọn em viết app ấy, tạm thời cho kinh nghiệm ấy, thì mình cứ đẩy trực tiếp lên, có nghĩa là username và password đẩy trực tiếp lên. Thế thì như vậy là cái cờ need and code này của mình là true đúng không? Dạ vâng. Hiểu chưa? Thì trên server nó mới biết được mà nó mã hóa cái nó chuyển cái password thành loại password mã hóa thì nó mới so sánh được chứ, có đúng không? Đúng lên chưa? Nhá, yeah, như vậy là cái login này, bây giờ chúng ta xem là cái login này nó sẽ làm như nào. Đúng không? Đấy, thì như vậy là nó sẽ thực hiện đến cái việc là try login nhá, nó thử login này. Đấy. Nhá, yeah, đầu tiên là em đọc đây sẽ hiểu này, đọc đây nó hiểu là gì nào. Nếu như mà cái dữ liệu của ta content là username đúng không? Tức là có thiếu username này gì thì sao nào? Được. Thì tôi sẽ đọc cái gì đây? À, tôi sẽ tạo ra một cái ACC này. Đấy, nhá, tạo ra cái ACC, sau đó tìm cái ACC này theo cái ID này. Đấy, và so sánh xem là hai cái password này nó có trùng nhau không này. Đấy, nếu như mà khác nhau thì mình sẽ báo là cái password bị lỗi, tức là không password khác, sai, đúng không nào? Đấy, nó không return key ra để thầy xem cái thằng này nó thầy có mã hóa không. À, đây. Đây, à đây, chỗ này thầy, đây này, chỗ này thầy mặc định là mã hóa luôn đây này em này. Nhìn thấy không? Có nhìn thấy con mã hóa thầy không? Generate BST thầy. Đây security này, generate cái ID cộng password nhá. Tức là thầy lấy cái ID thầy với cả password thầy cộng lại nhau, sau đó thầy tạo ra một cái mã nhá. Và mã này mã không dịch ngược được, ok? Dạ vâng. Đấy. Ok chưa? Dạ vâng. Và có cái này là cái gì đây? Rôn đây. Vai trò, đúng không nào? Nhá, thì nó sẽ ném cái cao này về cho client, đúng không? Và khi đó cái thằng role này nó sẽ, tức là mình ném ra rồi thì mình sẽ dùng cái role này để mình quyết định là chúng ta sẽ xử lý thế nào, đúng không? Bây giờ thầy thử nhá. Ok. Cho thầy thử này. Thử cái nào để cho nó khỏi lộ, bây giờ thầy không nhớ. Mua đồ này. Bây giờ mình thử một cái login nhá. Ok. Thử xem được không? Admin thì lộ mất đúng không ạ? Lộ password này thì không cho password này nhá, thì cho cái 201 5 đây, 0036 đây nhá. Rồi, submit này. Đấy, thế thì em thấy là cái module này nó sẽ có username và password đây chứ. Vâng. Thì trường hợp này có phải bị lộ không? Vâng. Đúng chưa? Nhá, cái này là lộ này. Nhá. Đấy, cho nên là để cho tránh lộ thì ở phía client ấy thì nói tóm lại là mình nên có cái phần mã hóa đây. Nhưng mà tạm thời bây giờ thầy đang chưa viết cái phần ở dưới đấy cho nó đỡ phức tạp, mình sửa đi sửa lại nhiều lần phức tạp quá nha. Đấy, thế thì khi mà mình F11 này nó chui vào đây. Đấy, nó chui vào. Nha, nó hỏi là có tìm thấy ông này không? Nó bảo có thấy. Nó sẽ tạo ra một cái ACC. Được không nào? Và cái ACC lớn cao đấy thì là cái cao của mình. Cái password nó được mã hóa chưa? Có nhìn thấy không? Có. Đấy, cái password này nhá, nó là cái mã hóa dưới cái mã là không dịch ngược lại được, ok? Đấy. Rồi. Thế sau đó thì là nó mới so sánh hai cái password với nhau. À, thấy là password không khác nhau nhá thì nó sẽ return cái này ra. Đấy. Rồi, ok. Như vậy là đấy, như vậy là nó sẽ tạo ra một user. Nó tạo ra một user, account user khác nhau cho em nhé. User tức là tôi đang sử dụng tôi đang sử dụng cái chương trình này thì tôi tạo ra một user, và khi nào mà ông này ông đăng xuất thì tôi lại xóa user đi. Ok. Được. Đấy thì thầy làm như thế. Thì sau đó thì nó sẽ respond cái này về. Ok. Nó respond cái này, như vậy là cả cái này của mình nó đang là cái gì đây? Đấy nhá. Description là Đinh Duy Anh này. Exterone. Đây chả hiểu cái Exterone là cái gì. Đấy, và cái role của ông ta là sinh viên này, có thấy không?
Có ạ. Đấy, và cái user, cái token user của ông là cái này. Đấy, thế thì sau này khi mà ông ta gửi bất kỳ thông tin nào cập nhật lên ấy, thì thầy sẽ không dùng username password nữa mà thầy dùng cái token này của ông ấy. Được chưa? Dạ vâng. Rồi, để làm gì? Để cho chúng ta đỡ phải đi so sánh nhiều lần, có tưởng tượng được không? Khi nó cập nhật, cứ mỗi lần cập nhật chúng ta lại đi so sánh xem ông này lấy user nào thì nó phức tạp. Được rồi, vấn đề chưa nào? Dạ. Nhá, mà mình chỉ tạo ra một cái token thôi, và cái token này chính là token của user. Ok? Và khi ông ta đăng nhập vào, ông ta muốn sửa chữa cái thông tin gì đó của ông ấy thì nó sẽ gửi token này lên. Hệ thống nó sẽ tìm xem là ông token này là của ông user nào. Đó là đấy. Ok? Ok. Rồi, và lúc đấy nó sẽ xử lý theo cái thông tin mà của ông user đấy đã được đăng ký. Được rồi, vấn đề chưa? Đấy, server làm việc như thế đấy. Nhá. Thầy không biết thằng khác server khác làm như thế nào, nhưng mà đây là server do thầy dựng. Ok? Dạ vâng. Thế cơ chế thầy làm là như thế. Đấy, thì nói tóm lại là khi mà đăng nhập lên này, tôi tạo cho một cái token này. Đó là, đấy, tôi kiểm tra thông tin, tôi thấy đúng rồi, ok, tôi tạo cho ông một cái token. Sau đó tôi tạo ra một cái bản ghi là bản ghi về user. Đấy, rồi tôi, sau đó tôi mới gửi cái token này về cho client. Thế là client này về sau, ví dụ như là tôi muốn đổi trên password, tôi muốn làm cái gì đấy thì dựa hết vào cái token này, được chưa? Dạ, okay. Rồi, đấy, thì nó sẽ đẩy về, chứ không phải là ở đây có cái role nào. Nhìn thấy role chưa? Có chữ role mấy tí đấy. Có thấy không nhỉ? Chữ role em có thấy. Có thấy rồi chứ. Đấy, thì được. Có phải là em dựa vào cái role đấy để em quyết định là cái giao diện ở phía dưới là cái gì không? Dạ vâng. Mà nếu như mình có controller, tức là mình xử lý theo kiểu controller, thì lấy cái role đấy làm controller name có được không? Được. Ừ, tiện quá rồi, hiểu rồi chứ? Hiểu ạ. Vâng. Rồi, ok. Còn gì đâu, mang nữa đi. Không, hết rồi. Đấy, nhìn thấy ngay mà, phải không? Vậy thắt luôn đấy, không phải đùa đâu. Làm này đến cuối kỳ có kịp mô phỏng được không? Cứ làm đi, đến đâu rồi chúng ta sẽ phát triển tiếp mà. Dạ vâng. Chẳng lẽ bọn em học xong này xong rồi là chạy mất à? Không biết này, đúng thầy chứ à? Hả? Có ạ. Ừ, có định tiếp tục làm việc không? Có ạ. Ừ, ê, cần gì thì cứ hỏi thôi, đúng không? Không nhất thiết phải là học xong là thôi. Thầy là không phải cái kiểu là chúng mày học xong môn của thầy rồi là thôi. Đấy, mà chúng mày các em cần hỏi gì cứ hỏi, thầy sẵn sàng trả lời, được chưa nào? Dạ vâng. Thì thế thì mới là học, mới là dạy chứ. Chứ bây giờ học xong một môn lấy điểm xong rồi chạy một hút các bạn luôn, nói chuyện quái này nhá, đúng không? Dạ vâng. Đấy, thấy không? Nhá, thì bây giờ khi mà vào này, bây giờ vẫn nhìn thấy trên giao diện đúng không? Đấy, thì bây giờ tất cả những thông tin này là thông tin của gì? Của ông ấy đấy, nhá, của ông vừa đăng nhập đấy, nhá, thông tin cá nhân này. Đấy, để xem thông tin cá nhân đấy, ông Đinh Duy Anh này đúng không? Đấy, thông tin này là thông tin của bản thân cái ông user mà được đăng nhập vào đây. Đấy, ok. Bảo mật đây thì là đổi password thôi nhá. Đấy, ông đổi password thì tôi đẩy password lên rồi như nào đấy, tôi sẽ xử lý cái password, tôi lại mã hóa đúng không, xong rồi tôi lại lưu lại nhá. Đấy, thì như vậy là khi mà gửi lên thì tôi không cần gửi username và password nữa, mà tôi chỉ gửi cái gì thôi. Nhà Minh chỉ gửi cái, như vậy là giao diện nó chỉ gửi cái gì thôi nhỉ? Gửi cái gì? Token. Token thôi, đúng rồi. Ok, nó gửi token lên thì sau đó thì ông xử lý cái đấy. Còn token làm sao để cho nó tránh cái việc trùng token? Chắc lại phải set một lần, duyệt một lần nữa. Thì là thầy lấy username, thầy cộng với thời gian đăng nhập thì có phải là không bị trùng không? Dạ vâng. Okay. Đấy, thì thầy cộng với thời gian đăng nhập thì nó sẽ không bị cái việc trùng token nhá. Đấy, token đấy. Nhưng mà thầy cái token đấy thầy gửi lên server thì làm sao mà bên server nó phân biệt được học sinh là học sinh nào? Thì thầy mới có cái user đấy. À thầy gửi cả cái role lên. Không, gửi mỗi token đấy chứ. Token. Khi đăng nhập này, khi đăng nhập nhá, đăng nhập xong thì hệ thống nó kiểm tra thấy thông tin đúng thì nó mới tạo ra một bản ghi. Cái bản ghi đấy gọi là bản ghi user. Ok? User model. Đúng không? Vâng. Và cái mã của cái bản ghi đấy là token. Ok? À ok. Thì trong cái user model đấy nó có chứa cái thông tin về account. Có hiểu chưa? Thế tức là mình phải gửi cả cái bản ghi lên nhỉ? Gửi bản ghi gì lên? Kiểu như có token rồi và các thông tin đã thay đổi thì phải gửi cả cái đấy lên nhỉ?
thì gửi token với cả thông tin tin cần thay đổi đấy chứ. Thế sao đủ được, sao phân biệt được với user này user kia, kiểu có nhiều user nó vào hệ thống vậy? Thì mỗi một thằng user chỉ có một token đấy chứ. Nhưng mà ý là kiểu như thấy mã hóa nó rồi đúng không, xong rồi để đưa lên bên kia thì làm sao nó phân biệt được là của cái thằng này? Sao lại không phân biệt được nhỉ? Nó giống như cao thôi mà. Em thấy cái token thầy sâu cho em ấy ạ. Nó là một đoạn mã, chả biết phân biệt như nào. Kệ nó. Nó là ID của một bản ghi mà. Nó là ID của một bản ghi mà. Thế nào nhỉ? Thầy không hiểu là em thắc mắc gì cái chỗ đấy nhỉ? Kiểu như nó vào, kiểu như có kiểu hai thằng cùng một lúc vào hệ thống ấy ạ. Ừ, kệ nó, thì mỗi thằng một token. Đúng rồi, nhưng mà ý là bây giờ mình gửi lên bên trên để xử lý ạ. Thì trên hệ thống nó đã lưu cái token đấy lại rồi. À, lưu lại rồi. Và nó là lưu, lưu là của thằng này luôn. Ừ, đúng rồi. À, ok. Tức là cái thông tin của ông này là đi theo token này. Trên khi mà người dùng người ta gửi token lên cái, thì hệ thống nó tìm cái token đấy ở trong cái chỗ nó đã lưu rồi chứ. Và khi mà người dùng log out ra thì lúc token bị xóa đi. Bị xóa đi, đúng rồi. Đúng rồi. À, vâng. Okay. Xóa đi. Như vậy là khi mà log out mình cũng phải có cái token gửi token lên, thì chưa? Được rồi. Ok. Đâu nhỉ? Chỗ đấy thầy làm chỗ nào nhỉ? Đây nhìn nhá. Đây cái code log out này. Đây nhá, code log out này. Ok. Đây để xem log out thì nó xử lý như nào nhá. Được chưa? Log out này. Đấy, bây giờ cái request này. Đấy, mình nhìn đấy, gửi token không? Request token. Để remove. Đúng. Thấy chưa? Có thấy không? Có thấy token không? Có. Tức là khi log out mình chỉ cần gửi mỗi token này lên thôi là đủ rồi, có đúng không? À, cái token đấy để biết là log out. Token này mặc định. Thế thì hệ thống nó mới tìm xem là có token này không, đúng không? Vâng. Được chưa? Cái token nó tìm này, cái token này mà gửi đi log out là mặc định à? Còn cái token đấy là hệ thống nó gửi về cho em chứ, khi em đăng nhập vào thì nó gửi cái token đấy về chứ. Khi em đăng nhập vào hệ thống gửi token về. Khi em đăng nhập ra hệ thống lại gửi token, mình lại gửi cái token đấy lại hay là như thế nào? Đúng rồi. Tất cả mọi thao tác đăng nhập, tất cả mọi thao tác chỉnh sửa xóa cái gì đấy thì em đều phải gửi token đấy đấy. À, tức là mỗi một cái hoạt động của em là đều xem. Thế bây giờ hỏi em nhá, bây giờ em muốn sửa thông tin. Vâng. Rồi bây giờ hỏi đơn giản này nhá, bây giờ em muốn sửa thông tin của em thì em làm nào? Em sửa, xong rồi em gửi. Sửa thông tin của em. Vâng. Em muốn sửa ngày sinh của em ở trên hệ thống thì em làm nào? Em vào trang để sửa thông tin. Bây giờ về quy trình em thử nghĩ xem nào, em làm nào. Em thử nghĩ xem cái logic của em ra. Em vào trang sửa thông tin, em sửa thông tin rồi em gửi. Em muốn sửa thông tin của em trên hệ thống. Ừ, nhưng mà em gửi thế nào để hệ thống nó phân biệt được đây là thông tin của em không phải thông tin người khác? Thì sẽ có một mã riêng của em. Thường thì nếu mà mã em làm, mã em làm thì em sẽ gửi cái mã số sinh viên của em lên. Mã sinh viên á? Thế thằng khác nó biết cái mã sinh viên của em nó gửi được không? Nhưng mà cái này là do hệ thống nó tự tạo chứ có phải là do thằng? Có, em nhầm rồi. Em nhầm rồi. Cái API này có phải là một mình em gọi đâu? Thằng khác gọi được cơ mà. Thằng khác lập trình nó gọi được cơ mà. Ý là lúc mà kiểu như là lúc mà em gửi. Thế thằng khác nó lập một cái hệ thống. Ờ, cái API này thử em là cái API nó là riêng tư hay là nó là public à? Cái API ấy. Public. Public đúng rồi. Thế cứ thằng nào nó biết địa chỉ API thì nó gửi cái thông tin phù lên thì nó có sửa được không? À. Ví dụ em bảo là em dùng mã sinh viên để phân biệt. Được chưa? Thế nó biết mã sinh viên của em, nó biết đường địa chỉ API. Thế nó viết đoạn code để nó sửa hết lung tung thông tin của em có được không? Ừ. Có được không nào? Về nguyên tắc có được không nào? Về nguyên lý có được không nào? Nguyên lý được. Ừ. Thế thì đây là cái cơ chế gọi là cơ chế bảo mật ở trong lập trình mạng, lập trình web, ok? Vừa đây chưa? Rồi, thế thì bây giờ để mà tránh cái việc mà bị thằng khác nó biết cái mẫu API thì bây giờ có một cách là tôi yêu cầu bắt buộc phải gửi cái mã phân biệt nào đấy lên. Thế thì ví dụ mình gửi username và password lên được không? Được.
Được, đúng rồi. Thế thì bây giờ để mà xác định xem username và password này thì hệ thống nó phải làm việc như thế nào? Để xác định được cái username password. Nó lại phải tìm username đúng không? Rồi nó lại so sánh password gì? Đúng không? Thế thì như vậy tốc độ nó bị chậm lại đúng không? Đúng rồi. Được chưa? Thế thì chính vì thế mà bây giờ là khi mà em đã đăng nhập được rồi bằng username password thành công rồi thì hệ thống nó gửi cho em cái token, tức là một cái ID. Ok? Dạ vâng. Để trong cái phiên làm việc của em làm việc với ID đó thì nó okay. Thì hệ thống nó làm việc nó sẽ nhanh hơn, nó đỡ phải việc là đi lọc dữ liệu ra rồi nó lại chuyển đổi dữ liệu của em sang thành nọ kia thứ vân vân, mà nó sẽ lưu luôn cái thông tin của em vào cái ID đó, hiểu chưa? À như kiểu ok. Ok. Tức là lúc mà giả sử như hệ thống gửi cho em cái token đấy rồi. Ừ. Xong rồi em thay đổi thông tin cá nhân của em. Thì em phải dựa vào token đấy. Thì em lúc em send lại cho cái hệ thống đúng. Thì phải kèm cái token sửa... đi kèm. Đúng, tôi muốn rửa thông tin trong cái token này. Có hiểu chưa? Xong rồi nếu giả sử như là em vào một cái chức năng khác như kiểu là mở rộng lớp chẳng hạn thì em lại gửi thì lại gửi kèm token đấy tiếp lên trên đấy. Đúng, tức là trong trong cái phiên làm việc của em thì em phải dùng cái mã đấy mà người ta gửi cho em. Hiểu chưa? Vâng. Cái token đấy được tạo dựa trên cái user password của mình. Ừ. Tạo trên à. User password ngộ chết. Thầy phải dựa trên thời gian, dựa trên thời gian chứ. Dựa thời gian. Ok. Ừ. Tức là thầy dùng username và thời gian đăng nhập ấy. Dạ vâng. Đấy. Nó có thể ghép thêm cái gì đấy nữa vào. Thì như vậy là một người dùng đấy và trong một thời điểm thì chỉ có một bản ghi thôi, có đúng không? Vâng. Ừ. Token khác nhau thì bản ghi khác nhau nhá. Đúng okay. Đây chưa? Được chưa? Đấy. Thì đấy là cái cơ chế để tránh cái việc mà bị lấy trộm thông tin nhá, lấy trộm thông tin đăng nhập, hiểu chưa nào? Được rồi. Ừ. Thế bọn em đã hiểu là tại sao thằng Google nó không cho phép lấy lại password chưa? Thằng Gmail ấy. Được lấy lại chưa? Lấy lại vào mắt. Bây giờ lấy lại vào mắt. Ngày xưa nó cho phép lấy lại nhá. Nhưng mà bây giờ không được phép đâu. Mà bây giờ nó bảo là mày còn nhớ cái password gần nhất mày dùng là cái gì không? Có đúng không? Em chả biết, em lâu em cũng không. Ừ, ngày xưa thầy cũng hiểu là tại sao nó làm như thế. Bây giờ thầy hiểu là vì để tránh cái việc là bị đục vào password ấy, hiểu chưa? Vâng. Nhá, cho nên là kể cả cái bọn admin ấy nó cũng không biết được password của mình đâu, hiểu chưa? Dạ vâng. Ừ. Thì như bây giờ là cái hệ thống của thầy này, là mà em đặt password thoải mái thầy cũng không sờ được vào password của em thì vì mã hóa rồi thì không biết được nó là cái gì cả, hiểu chưa? Thì mất thì mất luôn. Mất là mất luôn. Mất thì phải reset. Ok. Mất thì reset xong rồi cần thì bọn em lại đặt lại thôi. Ở thằng Google thì nó không cho phép nhưng mà bây giờ thì thầy cho phép là đặt lại password. Đấy. Hiểu chưa? Dạ vâng. Nhưng mà thầy không nhìn được password của em là cái gì cả, cho nên là thầy phải có một chức năng gọi là reset. Đấy, ở đây nó có chức năng là chức năng reset password chứ thầy không có ấy, thầy không có việc là đọc được cái password của em, chịu không đọc được. Đấy, mang hóa rồi mà. Rồi nha, đã hiểu cái cơ chế token đấy làm gì chưa? Rồi ạ. Thế thì khi mà bọn em thiết kế một cái cơ chế nhá, ví dụ bọn em làm một cái cơ chế đăng nhập ở bên máy desktop của em nhá. Đấy thì bọn em cũng làm cơ chế thầy tức là gửi username password lên. Em ta xong rồi em sinh ra một cái token nhá. Đấy, lưu bản ghi vào cái token đấy. Sau đó em đẩy cái token về cho người dùng, thế là người dùng về sau cái điện thoại của em ấy nhá. Em phải lưu token đấy lại và muốn thao tác gì thì là thao tác trên token đấy thôi chứ không thao tác ở trên cái username và password nữa, hiểu chưa? À, cái bên xử lý là bọn em cũng tự viết đúng không? Cái bên server. Bên server á? Bên server thì xem nào. Giả sử kiểu trong em, giờ em giả sử em viết luôn một cái đăng nhập đã. Ờ, em làm cái API đơn giản đấy nhá. Rồi gửi lên thì em sẽ gửi đến đâu? Gửi cho ai? Gửi cho ai? Gửi cho chính em chứ gửi cho ai? Không, ý là lúc mà mình đăng nhập vào hệ thống đúng không? Ờ, em định viết API như nào nào? Hôm nọ thầy bảo em làm cái cơ chế MQTT đúng không? Vâng. Thôi có nhớ cơ chế đúng không? Cái đấy là, không, cái đấy là cách để truyền. Có em hỏi là gửi lúc mà gửi cái yêu cầu đăng nhập ấy à, thì ai sẽ nhận? Thì server của em sẽ nhận chứ sao? Thì em viết một cái server gì ạ? Ừ, liệu biết được không? Ok.
em định viết server trên cái nào? Không, bây giờ thầy hỏi là em định viết ở trên web hay là em định viết bằng MQTT? Viết bằng MQTT. Ừ đấy, ừ cứ làm tạm thế. Thì server sẽ là em viết như kiểu là thì em cứ tạo ra một cái server đại, một cái server listener nào đấy. Nhưng hôm trước thầy viết rồi đúng không? Đấy. Thế xong rồi là cũng tạo ra cái cơ chế xong đẩy về một cái gói tin về cho nó thì trong đây gắn cái token vào. Được chưa? Được rồi. Rồi. Ok. Nha. Được rồi. Đấy thì cái cơ chế đăng nhập đấy là cơ chế rất là hay, thầy nghĩ là nó là cái cơ chế mà đúng là phải đi làm bên ngoài mới biết được, chứ ở trong trường thầy cũng chả biết hội bên công nghệ thông tin có dạy không, nhưng mà ở trường mình là không dạy đâu, ở của viện mình không dạy. Viện mình không dạy, đây là thầy đi ra bên ngoài để học trộm được đấy. Đúng là có ai dạy làm server này đâu đúng không, có ai dạy đâu, sách nào mà nó dạy, chỉ có đi làm thực tế thì mình thấy nó có những cái vấn đề như thế thì mình bắt chước thôi, đúng không? Giá sách nào dạy, đọc giá sách nào nó chỉ cho là làm server như nào, làm đăng nhập như nào, đúng không? Thì đấy là cái bí mật của nó, chả thằng nào nó share cho mình. Thầy thì thôi, giáo viên thì có cái gì share hết cho các em, thầy giữ đấy, đúng không? Dạ vâng. Đấy, còn vấn đề gì nữa nào? Hết rồi, đi đấy. Đấy thì em thưa thầy ơi, cái phần phân tích thiết kế vừa nãy thì em đang không biết là cái phần mở thời hạn đăng ký với cả phần của giáo vụ với cả cái phần đăng ký của sinh viên thì làm sao em liên hệ mối liên hệ đấy, hai cái đấy với nhau ạ? Cái mở thời hạn á? Dạ vâng, có nghĩa là kiểu giáo vụ mở thời hạn đăng ký thì sinh viên mới được phép đăng ký đấy ạ. Thế thì ở bên chức năng đăng ký thì em phải có phần là check thời hạn. À dạ vâng. Mà cái chức năng đấy thì không phải là chức năng của người dùng nhé, mà đấy là chức năng của hệ thống. Cho nên nó sẽ xuất hiện ở scan diagram, hiểu chưa? Đúng nhỉ? Hoặc là bên activity cũng được, một trong hai cái. Đúng không? Đấy nhá, em nhìn nhá, cái ứng dụng của thầy này hiện nay thầy vẫn đang xem màn hình đúng không nhỉ, hay là thầy bỏ xe rồi? Thì vẫn xe á, xong thầy không thể hiện lên đây nhỉ? À nó lại bên máy kia. Mẹ, bỏ tay. Đợi tí thầy hút xong cái thuốc rồi thầy vào thầy cho xem nhá. Được, vâng. Nhưng mà vẫn chưa chặt chẽ lắm đâu, cái chỗ mà thầy viết là viết vội và chưa chặt chẽ lắm đâu, ông nào mà biết API thì ông ấy vẫn vào được. nó gì thay đổi trên giao diện thôi. Thầy sẽ không làm trên trang này, tại vì làm trên đây nó thay đổi cơ sở dữ liệu mất. Thầy mới viết lại cái giáo giáo trình sử dụng cộng ấy. Bạn nào mà thích về sử dụng cộng thì có thể quay lại cái trang đấy của thầy mà xem nhá. Thầy viết lại khá là ổn đấy. Chắc là có Dương. Cái phần sử dụng cộng ấy cũng khá là hay. Thầy viết lại cũng ổn, khá chuẩn. Dễ học. Nhờ Covid này đâm ra mới quyết tâm ngồi viết lại cái giáo trình này. Trước lười vãi. Cái web này làm cũng là kỳ công. Đợi thầy tí hút xong cái thuốc rồi vào.
Có nhìn thấy màn hình mới đây rồi không? Alo, Minh ơi. Em ơi dậy. Ơi. Thầy cho bạn Dương cái trang C cộng cộng thầy. Đây này, đây này. Giảng dạy.vsc.edu.vn này. Có nhìn thấy không? Có ạ. Đấy, đây. Có thể không nhớ là HTTPS hay HTTP sao? Đây là bắt buộc phải vào đây xong rồi. Ôi giời. Cái thằng này lại lỗi rồi. Cuối thật. Đấy, HTTP nhá. Đấy. Ở trong này nó trong này thầy viết là khá là ổn. Ôi giời. Này chắc phải dùng ít rồi. Dùng thằng này lỗi này. Thử lại cái trang. Từ lúc cái bọn server của thầy nó sửa lại cái làm loạn hết cả các trang của mình lên. Cái lên nó sửa đi nó bảo được. Rồi được rồi, được đấy đâu. Minh ơi, có nhìn thấy dạ. Cái giao diện của thầy không? Có. Đấy, theo em thì cái chỗ mà màu mè này là như nào đây? Thấy không? Có. Xử lý màu này ngon không? Đó. Đấy, thì như vậy chỗ này là không phải là thầy viết web đâu nhá. Đấy. Không phải để viết bao nhiêu hả? Sẽ không phải để viết web. Cái này là web đấy, nhưng mà cái nội dung của cái đằng này, nội dung của cái trang này, cái text này không phải là web đâu. Đấy, mà cái màu này không? Màu của những cái chữ này. Đấy, em thấy không? Vâng. Đấy, là thầy phải phân tích cái đoạn code ra. Nhá. Đây là cái đoạn code của thầy là text thuần túy file CSV, file bình thường ấy. Vâng. Phân tích cái code này ra, sau đó thầy xem là các thành phần trong đấy là chỗ nào là từ khóa, chỗ nào là tên lớp, chỗ nào là số, chỗ nào là nọ kia, xong rồi thầy mới đặt màu đấy. Đó. Dạ. Ừ, cho nên chỗ này cũng khá là phức tạp, xử lý chỗ này khá phức tạp. Ra màu mè đẹp phết. Đó. Đó. Là đấy, thì ví dụ như là đoạn này đoạn code này. Đấy, thì thầy mới phân tích ra chữ này chữ class thì mình đặt cái thẻ u vào cho nó này, đầu vào của nó chỉ là một cái file text thôi đấy. Thì biết thì nó mới nhanh chứ, giờ em bảo cứ mỗi lần soạn này các thẻ này thì chết cơ đúng không? Vâng. Thế mà làm tay để mà soạn cái này chữ thành màu mè này thì có mà toi, em phải dùng code chứ đúng không? Vâng. Nên thực tế là mình mà làm code tốt thì xử lý sâu tự tốt thì là mình cũng sẽ làm rất nhiều việc. Sim cộng này cũng khá là ổn, hay mình học tốt về sim cộng thì những thứ khác mình học nó cũng dễ thôi. Còn cái chỗ này thì chưa xử lý được này, chỗ include này, trang này chưa xử lý được này, lằng nhằng quá. Thôi tạm thời thế đã, giờ hết sức rồi. Làm cái web này thì viết hơn năm đấy mới xong. Còn cái phần này thì thầy vẫn chưa, phần C sharp này thầy vẫn chưa chưa C sharp này thầy vẫn chưa làm xong. Thầy Windows Form bên C sharp luôn đi thầy. Hả? Đấy thầy không biết load mấy phần này đi ạ. Ừ, để có thời gian chứ ta làm gì có thời gian. Để he thầy mới biết được. Đấy. Em biết được, he bố cục lại một tí nữa. Thầy sẽ viết nốt cho chỗ này. Đấy, cái đống này còn một đống thứ phải viết này nè. Đúng không? Thế đã làm xong đâu. Mất thời gian nhiều ấy quá, bật quá, không có thời gian. Đây còn một đống về cái chỗ này còn một đống về phần generic nữa thầy chưa viết này. Đấy, các kiểu về null label này, generic này. Rồi lập trình đa luồng này. Riêng cái phần lý thuyết này có một đống thứ phải viết nữa, mà thầy chưa có thời gian.
Cho nên thầy rất muốn là các em học thật tốt rồi, sau đó thì các em giúp thầy cái chỗ này. À. Cái file bài giảng ở trên mạng cũng có nhiều rồi đấy. File nào? Đấy, như là mấy cái chủ đề này. Ừ. Ở trên mạng nó có. Ở trên mạng cũng có nhiều đúng không? Vâng. Nhưng mà thực ra thì thầy vẫn phải có cái đồ riêng của thầy, chứ nếu không thì có những thứ nó liên quan đến đến cái ngành của mình thôi ấy. Cái gì nhỉ? Ví dụ là kiểu như là thầy chỉ cần đưa cái link và con cái link. Ôi rồi mẹ viết luôn cho tiện. Bắt chúng nó đọc tiếng Anh. Tiếng Anh gì? Tiếng Anh thì hiện nay thầy có một trang rất là hay, trang Geek for Geek này. Cái trang Geek for Geek này là cái trang mà nó viết cực kỳ nhiều thứ trên này. Geek for Geek. Này như của Ấn Độ đấy. Của Ấn Độ à? Trang này nó viết khá ổn. Trang này với lại một cái nữa là cứ với cái Ba School này. Đó. Có hai cái trang mà thầy hay tham khảo là hai cái trang này. Đấy. HTML thì trong này nó có cả C sharp, C siêu cái gì nó đủ hết cả. Thấy không? Đấy, JSON này. jQuery, JavaScript này. SQL Server này. Đấy, Node.js này. Đó. Đấy, nói chung là trên này khá nhiều thứ. Đấy, C sharp thì siêu có cả này, thấy không? Đấy, cứ lên trên này mà tra thôi, phải không? Đó. Đấy, nhưng mà thực ra cái này nó chỉ là cái cơ bản thôi, còn ví dụ như là thầy muốn lập trình lồng vào cái luồng của mình thì ở trên này nó không có. Bạn hiểu không? Ví dụ nhá, khi mà nói về lập trình ASP.NET chẳng hạn thì ở trên mạng nó có thể có cái code cơ bản. Thế nhưng mà về cái lý niệm mà mình đưa vào để mà liên kết cả ba cái đống này lại với nhau thì nó không có. Hiểu chưa? Bọn nó chỉ rời rạc thôi. Có đây không? Thế kiểu gì mình vẫn phải viết riêng để mình có cái lý niệm của mình truyền cái lý niệm của mình vào chứ. Còn dùng nguyên của người ta thôi thì làm gì? Thật sự là thầy chưa có thời gian, bận quá. Thầy làm cho công ty hay là thầy mở công ty? Hả? Thầy đang làm cho công ty hay là thầy mở công ty? Thầy không mở công ty, thầy chỉ làm thuê thôi. Cứ nhận kiểu như là freelancer. Không, có công ty người ta làm những công ty startup ấy thì người ta nhờ mình hợp tác. Ông bạn của ông bạn mà, ông bạn ngày xưa học cùng Cao Long với thầy. Ông ấy, cái ý tưởng của ông ấy là xây dựng cái của riêng Việt Nam. Nó liên quan nhiều thứ lắm, cả phần cứng, phần mềm. Có đủ thứ cả thì thầy support hết cho họ trong về phần lập trình này. Giờ thầy dựng cả server, cả web, rồi cả ứng dụng Windows, rồi cả phần cứng là hết. Chạy nhiều, chạy nhiều. Em tưởng là phải tập trung vào một phần thôi. Tập trung vào một phần á. Tự nhiên làm hết cả Windows rồi. Ừ thì vấn đề là thầy là ấy mà, thầy support hết họ đấy mà. Full stack mà. Họ không tập, nhưng mà ý là sản phẩm của họ là gì vậy? Sản phẩm của họ là sản phẩm về các cái hệ thống an ninh. An ninh. Hệ thống an ninh thì ở phía phần cứng ấy thì họ sẽ có các cái thiết bị đấy. Các thiết bị rồi các sensor. Thế thì mình phải thiết kế cho họ một cái hệ thống để mà tập trung các sensor đấy lại, rồi đẩy thông tin lên web, lên server. Thế sau đó thì server nó mới gia công dữ liệu và nó đẩy sang cho các cái thằng client. Đấy, thì client thì có thể là điện thoại di động, có thể là Windows. Thế có vẻ là mình phải làm hết không? Họ không có nhân công à? Không có nhân công. Có thể bây giờ thuê nhân công khó lắm chứ ạ. Thuê nhân công mệt lắm.
Thì trước đây khi mà chưa Covid ý, thì thầy vẫn gọi sinh viên vào làm xong thầy trả lương. Đấy. Thế nhưng bây giờ thì làm gì có thằng nào? Giờ chúng mày chạy hết đường đâu? Em ra là một mình thầy thì cân hết. Trước còn phần cứng rồi có người khác làm, nhưng bây giờ là chẳng có thằng nào làm, đi nghỉ nghỉ hết rồi, chẳng thằng nào lên đây. Ra thầy đợt vừa rồi thầy loay hoay làm cứng à, hơi Covid các anh chị không lên Hà Nội à? không cố biết hết rồi, nghỉ hết rồi. Em ra là thầy phải viết cả ấy chứ, thầy viết cả siêu cộng để chạy bộ phòng một việc các thứ cũng kinh lắm. Đợt rồi làm bao thứ tơi hồn. Còn điện thoại di động thì thầy làm lâu lâu rồi, xong rồi đợt rồi bắn đi làm phần cứng nhiều, thế là lại bỏ qua cái phần đấy. Thật sự là mệt mỏi. Ôi mà được cái là mình mới thống nhất được hết tất cả mọi thứ lại với nhau. Đấy, đáng ra lúc đầu là thầy chỉ là ngồi thiết kế thôi, xong rồi là vẫn có người khác làm. Ví dụ điện thoại di động thì thầy giao cho một nhóm, xong rồi web thì giao cho một nhóm. Đấy. Windows thì thầy vừa làm vừa dạy. Tại vì thực ra là lập trình Windows mới là cái khó. Lập trình Windows mới là cái nó ứng dụng rất rộng nhưng mà lại ít người làm. Hiện nay sinh viên của mình chủ yếu là xông vào làm điện thoại di động với cả gì nhỉ? Ở Web. cái web đấy. Mà trong khi là cái thằng Windows mới là cái thằng mà rất dễ dùng. Đấy, tại vì sao? Tại vì nó chạy offline mà. Đấy, nó không phụ thuộc vào vào hệ thống à, vào server. Nên là nhiều khi mình chỉ cần là vào cái ứng dụng ở trên desktop cái là bị chạy, nó không là ngày nào. Đấy, nhưng mà đợt rồi là các bạn ấy tức là Windows thì lập trình rất khó, cho nên là chạy hết, chả thằng nào chịu học Windows cả. Đấy, bây giờ rất giờ Làm Windows thì có phải hiểu biết nhiều về hệ điều hành rồi. không chả cần, nhưng mà Thầy lên clip. Thầy vừa ao vậy ạ? Thầy ơi, thầy mất loa rồi thầy ơi. Thầy mất loa rồi thầy ơi.
Học online này khổ quá các đồng chí ạ. Thầy vừa tắt loa đấy ạ. Ờ không phải, thầy bị out, thầy bị out. Thầy bị out xong thầy vào lại thì quên thì không bật loa. Học online thích mà thầy. Hả? Online thích mà. Học online đỡ được bao nhiêu? Cái gì đỡ được bao nhiêu? Học làm kiểu làm mấy phần mềm này thì học on thực hành luôn trên máy. Ừ, nó cũng đỡ hơn đúng không? Dạ. Và khổ cái là mấy đứa con thầy nó đi học khổ quá. Con thầy còn nhỏ. Ừ, con thầy mới có lớp đứa lớn mới có lớp lớp 7. Ui. Thầy 35 tuổi và 6 tuổi thì mới có con mà. À. Để lấy vợ muộn. Ba sáu đi con bảy già đâu rồi mới có con là mệt quá. Mẹ mình nhiều đứa con cái nó đi lấy chồng lấy vợ. Con chín thì quý bốt luôn. Chết rồi. Ồ, sao không lên rồi. Thành ra mất kết nối nhỉ. Túi vãi. Bên kia nó connect rồi, bên này không chịu gửi. À đây, đây bên này mất kết nối. Bạn Minh có nhìn thấy không? Minh? Dạ em có ạ. Với cái giờ giấc nó nhảy không? Giờ giấc nhảy? Nhảy ở đâu ạ? Đâu nhỉ? Đấy, ví dụ màu tìm kiếm đấy có thấy không? Có. Đấy, tức là về nguyên tắc ấy, thì cái điện thoại di động ấy nó sẽ gửi cái thông tin kiểu như này lên trên mạng này, lên trên web này, đúng không? Đấy, nó gồm có cái action của nó là location này, cái người gửi là số điện thoại này này, đấy, và cái tọa độ nhận được và cái tọa độ kia, đấy, thì nó mới đẩy lên trên server, đấy, à, đẩy một cái UTT mới xử lý thế nào đấy rồi đẩy ngược lại, tùy thế bọn em mà viết cái server giả thì cũng thế, các em làm như thế này cho thầy nhá. Vâng. Đấy, tức là chúng ta viết một cái UTT này, đúng không? Chúng ta chờ nghe thông tin, chúng ta xử lý thông tin đấy. Rồi chúng ta đẩy lên, đẩy về theo hai hướng, đó. Đấy, thì điện thoại di động của mình cũng sẽ nghe và đẩy thôi, nhá. Thì tạm thời cứ làm cái kiểu này. Và mình thiết kế cái protocol thì giống như thiết kế hôm nọ thì hướng dẫn thiết kế đấy. Tức là mình gắn cái URL vào đấy, nhá. Vâng. Bản tin mình gắn URL vào thì sau đó thì là cái thằng đẩy bản tin lên phát thì là thằng server nó sẽ phân tích cái bản tin đấy để nó tìm cái controller cho chính xác, để nó xử lý cái dữ liệu mình đẩy lên đó. Dạ. Yeah. Làm đúng như này như thế này. Thì là ổn. Nó rất là dễ dùng và mình không cần phải mượn một cái thằng server nào khác cả nhá. Đấy mình dùng luôn server của mình. Nó chạy nó nhẹ lắm, nó không bị nặng lắm đâu nhá. Yeah. Còn nếu mà bọn em viết server riêng ấy thì lúc ấy nó chạy nó nóng máy lắm, nếu mà máy của mình là máy sách tay ấy mà mình dùng máy bàn thì nó đỡ, nhưng mà nếu mà mình dùng máy sách tay thì chạy server lúc nó nóng rực máy hỏng máy ông nọ thì chạy nhiều quá nó cháy là CPU, chả hiểu sao nó cháy CPU mất đi cả cái máy mấy triệu 10 triệu tiền làm trả ra cứ hỏng thôi. Thì bây giờ thầy phải xử lý nốt cái này của thầy nhá. Đấy, tạm thời xử lý nốt cái này. Thì như vậy là trước ấy thì thầy làm như này, tức là cái phần mềm ấy thì nó sẽ có cái phần mềm theo dõi trên đây luôn. Theo dõi. Ừ, đây này, nó sẽ có cái phần mềm ở trên này. Đây. Dạ. Yeah. Thấy không? Đấy, ví dụ nhá, ở bên này nó thằng này nó không hiện lên à?
hình như là thầy ngắt kết nối nó đi rồi sao ấy, hình như là mà nó lại không lên nhỉ. Đáng ra là khi mà thầy gửi thông tin lên phát thì cái thông tin nó phải chui vào đây này, nó thể hiện lên đây này, ok. Đấy, để thầy xem tại sao nó không thể hiện nhé. Controller này, đọc sát này, định vị này. Đấy, để xem nó có gửi thằng này không. Đấy, thì đáng ra là đáng lý ra là nó phải nhận được cơ, đúng không? Để xem nó xử lý thế nào. Đây nó không thấy nó nhận này. Đấy. À. Gửi đếch cho chắc là mất kết nối với phía bên này, đúng rồi, socket bị mất kết nối rồi, thì thầy sửa lại socket của thầy cả. Đấy, nó về đây này, thấy không? Đấy, bạn thấy chưa? Mình có thấy thể hiện lên trên đấy không? Em chưa thấy. À, chưa tổ bản đồ thấy không? Ờ đấy nhá. Đấy ông di chuyển này. Được chưa? Thấy không? Có thấy nhưng mà sao lại chạy linh tinh thế? À tại vì đây thì đang mô phỏng mà. À vâng. Ngồi một chỗ làm sao lấy GPS được, đúng không? Vâng. Thì đây là thầy lấy cho đồ mô phỏng thôi mà. Lấy cho đồ bất kỳ mà. Đấy nhưng mà về sau mà khi mà mình dùng điện thoại đấy thì nó sẽ điện thoại nó sẽ gửi cái location lên. Và trên cái giao diện này nó sẽ thể hiện lên trên đây cho mình, ok? Ok. Nhưng mà hiện thời thì cái phần mềm này là nó đang choán cả cái màn hình. Thế là nhiều khi là người ta không phải theo dõi thường xuyên 24/24. Cho nên là nếu mình mà tắt cái này đi phát ấy, nhá, tắt cái phần mềm này đi phát thì như vậy là cái thằng nhân viên nó vẫn di chuyển. Vẫn di chuyển thì thông tin nó được lưu vào đâu? Bạn tưởng tượng không? Thằng nào tắt đi? Thằng di chuyển nó tắt cái phần mềm đi. Không, cái phần mềm này phần mềm phía trung tâm. Cái phần mềm mà thầy em vừa mới xem ấy, nó hiện người lên ấy là nó phía trung tâm, một người theo dõi đấy chị. À, để bên theo dõi đúng không? Ừ. Thế còn cái phía mà có một thằng nó sẽ cầm điện thoại này, đấy nó di chuyển như này. Đấy nó di chuyển thì cứ mỗi lần khoảng 5 giây. 5 giây thì nó sẽ gửi thông tin lên một lần. Hiểu không nào? Gửi cái vị trí của nó lên một lần. Đấy. Thế thì khi mà nó gửi vị trí lên thì nếu như mà chúng ta đang bật cái màn hình theo dõi ấy, thì nó sẽ hiện cái vị trí của người đấy lên. Thế nhưng mà nếu như chúng ta đang không bật cái màn hình theo dõi thì như vậy là cái thông tin của nó bị mất, đúng không? Đó đấy chứ. Đấy, thế bây giờ thầy phải thiết kế một cái phần mềm là nó chạy ngầm. Đây, cái phần mềm này sẽ là phần mềm chạy ngầm này. Đấy, nó sẽ lưu cái thông tin của cái người dùng này lại, đúng không nào? Và bao giờ cái thằng mà phần theo dõi ấy, phần video ấy nó bật lên thì quay nó mới đọc cái dữ liệu từ cái chỗ đã lưu này để mà đưa lên trên giao diện thôi. Tức là cái thằng kia chỉ là cái thằng monitoring, tức là thằng theo dõi thôi, chứ nó không có chức năng xử lý dữ liệu, có hiểu không nào? Nó chỉ có chức năng là thể hiện màn hình thôi. Đấy, và bây giờ phải có một cái phần mềm sẽ nằm ở phía dưới để nó lưu dữ liệu. Ok. Đây là cái phần mà chạy ngầm này thì là thầy sẽ viết bằng viết trên console nhá. Viết trên console mình chơi video. Đấy. Thì có phải là đấy nhá. Thế thì bây giờ nếu như mà chúng ta chạy chạy mất mic à? Alo. Nó đang bị lỗi. À, bên đâu? À đó. Đấy. Vẫn thật. Em thấy cái màn ví dụ bạn có thể thấy màn hình giao diện điện thoại của thầy không? Không ạ. Lại mất rồi. Sáng quá mà như xịt. Đấy thì như vậy là hiện nay thầy đang mở cả giao diện điện thoại di động lên đúng không? Không thấy rồi đấy. Không hiển thị. Bẹt con mic. Chả nhìn gì cả. Mạng nhà thầy nó đứt rồi. Đứt rồi. Đáng chê. Này.
không lên hả? Vậy xe rồi đấy, bên phía bên này xe, thấy xe rồi đấy mà không thèm lên cho. Thấy rồi thì thấy rồi á à? Bên thầy vẫn chưa thấy. Nhưng mà kiểu đó như nhá, thì là thầy sẽ viết này, cái màn hình chúng tôi đơ thầy bạn 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 như này đấy, tức là thầy sẽ viết một cái ứng dụng que di động này đúng không, đấy có một console để chạy này và mình hoàn toàn có thể là chạy ô tại sao nó không gửi lên nhỉ. Đấy, đáng ra là cái này khi mà nó lên nó gửi lên thì nó hả, nó cứ giật giật vậy, kiểu nó không nhanh. Ừ, chán lắm, chán lắm khó theo dõi đấy, rất khó theo dõi. Nhưng mà thôi, nó tóm lại là đây là cái cách để mà thầy làm đây này. Đấy, cái cách để làm là đấy, thầy có ứng dụng di động này đúng không, đấy rồi thầy có một cái desktop để cho nó chạy, thì sau đó thì mình theo dõi cái quá trình trao đổi dữ liệu giữa hai thằng đó. Đấy, cái thằng bên này sẽ là cái thằng mà nghe này giá, cái thằng console này này đó, thằng nghe thông tin đó, và nó có thể xử lý thông tin, nó có thể đẩy làm việc như một cái server đấy. Thế còn cái thằng bên này sẽ là thằng ứng dụng được chưa. Thì đấy là cái cách để mà thầy theo dõi, chứ mình chưa cần server gọi đấy. Thế về sau thì khi mà mình đẩy lên server thì nó sẽ làm việc tương tự như là những cái thứ mình đã mô tả ở đây nhá. Đấy, cho nó tiện thì với cái tình trạng này mạng meo như này thì cái cách làm này là cái làm tốt nhất nhá. Đấy, nó đỡ phụ thuộc, nhiều khi cái gói tin mình đẩy lên cái gì lên không biết là bên kia nó nhận được không vân vân, nó rất nhiều vấn đề đấy, mà xử lý có đúng hay không nữa. Đấy, mà còn debug các thứ thì như vậy là nếu như chúng ta viết ở phía dưới này để mình debug nó tiện cả hai phía, cả server cả client thì nó tiện hơn nhá. Được chưa thầy nhá, thì bọn em cũng bắt trước này mà em làm thầy nhá. Đó được, vâng ok nhá, thì vâng. Thầy làm cái việc của thầy nhá. Rồi. Yeah, yeah, thế con hỏi gì nữa không? Thắc mắc gì không nào? Thắc mắc sau à? Đấy chưa có. Tỏ cho biết cái phần server mà mới vậy. Dạ. Thế hỏi lại đi. Thế nhá, xong rồi tuần sau sẽ lên như thế thì có được không nhá? Ok. Hoặc là trong cái quá trình mà làm ấy thì buổi tối mà có câu hỏi gì thì cứ đưa lên thì thầy cho mình sẽ trao đổi thêm ở trên team nhá. Dạ vâng. Bất kỳ thời điểm nào nhá. Ok. Dạ vâng. Ok. Ở nhá thì cứ dựa trên cái mô hình này theo cái cơ chế này mà làm. Ok. Dạ vâng. Hình như thầy có hướng dẫn một buổi về đọc một QTT rồi sao nhỉ? Đúng không? Vâng, có một buổi thì chỉ rồi. Trên hai cơ sở. Rồi ok nhá. Thế thì cứ triển khai như thế cho thầy nhá. Ok. Rồi, thầy viết cái đồ của thầy đây nhá. Dạ rồi. Rồi ok.